Vâng, như vậy thì xin kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến tại cụm sân bóng đá mini Chảo Lửa để chuẩn bị theo dõi những diễn biến của trận đấu cuối cùng của giải bóng đá Lazada Logistics Champions League năm 2023. Trong khi đó thì Liên Quân húp Củ Chi Trung An đang có các vị trí số 8 Phi Nhân. Nguy hiểm như vậy thì đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho húp 12. Bàn thắng vượt lên dành cho đội bóng áo trắng xanh. Với pha dứt điểm chính xác của cầu thủ mang chiếc áo số 10, pha dứt điểm của Quốc Huy đã mang về bàn thắng vượt lên dành cho húp 12. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý bóng này, một pha bóng dứt điểm cực kỳ quyết đoán. Vẫn là các cầu thủ bên phía đội bóng áo bích xanh đang áp sát không vào. Tình huống lướt bóng không thành công của các cầu thủ bên phía húp Củ Chi và An Trung Trung An. Lúc này do các cầu thủ bên phía. Như vậy thì bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa thành công dành cho các cầu thủ húp Củ Chi Trung An. Tình huống dứt điểm rất nhanh chân và vừa rồi thì tốc độ của quả bóng đã khiến cho thủ thành bên phía húp 12 không kịp phản xạ. Tình huống ghi bàn gỡ hòa của Ngọc Dũng, xin lỗi bạn, người vừa ghi bàn là Khánh Tâm. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này, một tình huống phối hợp đá biên rất nhanh và cầu thủ mang áo số 26 cũng đã đá đối cực kỳ nhanh chân, đang có được pha áp sát mà lại bóng tốt và lại là cơ hội nữa dành cho số 26, cơ hội không vào và chỉ có một trong hai đội bóng có thể bước lên ngôi cao nhất. Đây là cơ hội dành cho các thủ húp 12, khoảng trống xuất hiện dành cho đội bóng xanh trắng không vào. Trọng tài xác định bóng vẫn trong cuộc. Những tình huống giữ bóng rất hay của các thủ húp 12. Thêm pha lên bóng nữa dành cho đội bóng áo trắng xanh. Cơ hội dứt điểm không vào. Người có pha ngăn cản là Trọng Hiệp. Đây lại là cơ hội đánh đầu. Như vậy thì bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1 dành cho các cầu thủ húp Củ Chi và Trung An. Liên Quân đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước với pha chạm đầu của cầu thủ mang chiếc áo số 2 Tấn Tài. Một tình huống mà không ai theo kèm vị trí của số 2 bên phía đội hình của húp Củ Chi Trung An và để cho anh đánh đầu một cách khá thoải mái. Thế trận đang diễn ra giằng co thì một tình huống đánh đầu bất ngờ của Tấn Tài đã mang về lợi thế dẫn trước dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Và như vậy thì đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho các thủ húp 12. Công thành sau những tình huống bỏ lỡ trước đó thì anh đã có một cú đa chân cực kỳ quyết đoán để mang về cho đội bóng áo trắng xanh bàn thắng gỡ hòa. Tỷ số bây giờ là 2-2. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý tự tin của công thành trong tình huống đa chân cực kỳ quyết đoán với cú đá chìm về phía góc xa. Vẫn là các thủ áo trắng xanh, một pha lên bóng được của công thành đường truyền ra biên và xây sở không được. Như vậy thì xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng trở lại với những diễn biến tại sân bóng đá Chảo Lửa SCC. Rất nguy hiểm ngay sau tiếng còi giao bóng xin chút nữa thì các cầu thủ húp Củ Chi và Trung An đã có được bàn thắng thứ 3. Trận đấu cuối cùng của giải đang diễn ra giữa các cầu thủ húp 12 và húp Củ Chi Trung An đang có kết quả tạm thời là 2-2 sau khi hiệp 1 khép lại. 4 bàn thắng chia đều cho cả hai bên sau khi hiệp 1 khép lại. Đó là một tín hiệu cho thấy độ cân bằng giữa trận đấu chung kết này. Cơ hội nguy hiểm và đã có bàn thắng vượt lên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng húp Củ Chi Trung An. Một lần nữa thì đội bóng áo xanh lại vượt lên dẫn trước. Lại là một pha tận dụng cơ hội tốt nữa của các cầu thủ bên phía áo bích xanh khi mà cầu thủ mang áo số 6 của họ đã len lỏi và có được pha dứt điểm vượt qua được sự ngăn chặn của thủ thành bên phía húp 12. Bàn thắng thuộc về Ngọc Dũng. Cuộc đối đầu vẫn đang diễn ra gay cấn, không được, cú đá vẫn chưa thể đánh bại được thủ môn bên phía húp Củ Chi và Trung An. Cú đá chân không thành công, thêm một cú đá dội vào cùng dọc khung thành. Và bỏ lỡ quá đáng tiếc. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống mà công thành đã dứt điểm dội vào cùng dọc. Một đường chuyền tốt nữa, có cơ hội ra chân, không được, cú đá vẫn chưa đủ hiểm. Bóng đá đi vào lưới. Chúng ta chờ đợi quyết định của trọng tài. Bàn thắng đã được công nhận và đã có bàn thắng thứ tư dành cho các cầu thủ húp Củ Chi và Trung An. Bất ngờ đã xảy ra khi pha đá phản công đã đi thẳng vào khung thành của các cầu thủ bên phía đội bóng húp 12. Quả đá bất ngờ. Thêm pha lên bóng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng húp Củ Chi. Như vậy thì có bàn thắng thứ 5 rồi. Những tình huống power play và không kịp lùi về của hàng phòng ngự bên phía húp 12 đã phải trả giá. Họ dâng lên để tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng để có thể rút ngắn cách biệt. Nhưng những pha cướp bóng nhanh của đội bóng húp Củ Chi và Trung An đã giúp cho họ có được một pha bóng lập công nữa. Thêm pha mở bóng. Như vậy thì đúng lúc này trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu chung kết giải bóng đá Lazada Logistics Champions League năm 2023.